Hello mọi người, hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu cho mọi người đây là cái con đường xe đạp của Thái Lan nè mọi người. Cái con đường này thì sẽ bao vòng quanh sân bay Suvarnabhumi. Hôm nay Vân đi công việc và đang ở trên đường và nhìn thấy cho nên quay cho mọi người xem đó. Có hai đường lên nha mọi người, một màu tím và màu xanh. Màu xanh là dành cho kiểu dạng giống đua á, đua xe đạp á. Còn màu tím thì kiểu là chạy chiêu chiêu, hóng gió. Hai bên có nước mát mát rượi rượi luôn. À còn đây là mọi người biết sao không? Ở đây là một cái đền thờ, giống Vương không biết là thờ gì nhưng mà Vương thấy hình rắn hổ mang rất là nhiều luôn. Quá trời luôn, đền thờ rắn nè, chắc là đền thờ thần Naga. Rất là nhiều người vào, họ vào đây họ thắp nhang, họ xin cái gì đó thì không biết. Vương không biết. Cái chỗ này là ngắm máy bay hạ cánh đẹp lắm mọi người.